Sao sao ở đây thì mình có là thịt mình đã rửa sạch rồi, còn đây là rau, các loại rau để mình ăn sống, và dưa leo và một ít bún, củ hành tây, ớt và tỏi. Còn đây là đậu phộng, xả, gia vị thì cũng như thường ngày. Còn cái phần thịt này thì mình sẽ đi cắt ra thành những miếng nhỏ vừa ăn. Thịt này mình đã cắt ra những miếng vừa ăn gì rồi, giờ mình sẽ đi ớt. Mình sẽ để vô đây là tỏi với ớt vô đây. Là xả. Và một muỗng đường. Bột ngọt. Với một ít tiêu. Và 3 muỗng nước mắm. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Rồi mình để khoảng 10 phút rồi mình đem đi xào. Trong thời gian mà mình chờ cái phần thịt ớt nó thấm á, mình sẽ đi làm cái nước chấm. Đây mình có là nửa chén nước nóng mình đã để nguội rồi. Rồi mình sẽ để vô đây là 3 muỗng đường. Và mình để nước mắm vô. Và một ít chanh vô đây nữa. Và cuối cùng mình sẽ cho một ít ớt bằm với tỏi vô. Và mình cho vô đây là một ít giấm gạo. Đã vừa ăn rồi rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình bắt chảo lên và mình đi xào cái phần là thịt. Giờ mình sẽ bỏ phần tỏi xả vô. Phi lên cho thơm. Giờ phần xả với phần tỏi nó đã thơm rồi, mình sẽ đổ phần thịt này vô. Giờ mình sẽ tắt bếp.
Bây giờ mình đã bỏ bún vô đây rồi, mình sẽ bỏ một ít leo lên. Và một ít gao mình cũng đã sắc nhỏ ra rồi. Bây giờ mình sẽ gấp cái phần thịt xào này mình bỏ lên. Qua wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ mình sẽ gấp một ít đậu phộng lên. Thịt xào của mình đã xong, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình có thể mình chan nước mắm này vô đây. Video mình đã kết thúc, chào mọi người nha.